Chào mừng quý cô bác và anh chị đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong tháng 9 âm lịch, họ có những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Quý vị hãy luôn giữ vững tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Vậy trong tháng 9 âm lịch, thành công của những người tuổi Hợi rực rỡ như thế nào mà khiến cho hầu hết các con giáp phải ghen tị? Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Hợi trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc làm ăn của các gia chủ tuổi Hợi tháng này tương đối tốt, mọi sự đều hanh thông, có nhiều thuận thành và sẽ đạt được kết quả như ý. Chủ về tăng tiến trong công việc, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương trong công việc khá suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự di chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Tháng này cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của các tinh, đương số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp làm ăn mới. Năm Nhâm Dần 2022, thái tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 9 năm 2022 về phương diện tài lộc của người tuổi Hợi có nhiều khởi sắc, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán, tăng nguồn thu phụ. Đây là thời điểm lý tưởng để gia chủ cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Có điều cần hết sức lưu ý, vận trình có khúc quanh co, có thời điểm vận khí xấu, tác động không thích hợp cho các đầu tư lướt sóng ngắn hạn bởi rủi ro vẫn rất cao. Phù hợp nhất là lựa chọn hạng mục chung và dài hạn, chỉ cần không quá tham lam, ắt có tiền chảy vào túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe của người tuổi Hợi trong tháng này khá là tốt, không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, có ốm đau cũng gặp thầy gặp thuốc dễ chữa khỏi. Có điều cần lưu ý, tác động của tử phù hung tinh khiến bệnh cũ tái phát, một khi đã phát bệnh trở lại có thể phải động chạm dao kéo. Nhưng yên tâm, kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Tử vi tuổi Hợi tháng này báo có điểm báo họa. Tử vi tuổi Hợi tháng này báo có điểm báo họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra, đương số nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương. Đi xa cẩn thận đường sông nước, kẻo gặp họa đuối nước. Nữ mạng đề phòng các bệnh về phụ khoa tái phát. Các gia chủ tuổi Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này các tinh báo tin gia đạo có tin vui đưa tới như thêm người thêm của, thêm con thêm cháu. Tình cảm gia đình hài hòa, ít xung đột lớn, nếu có thể cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng.
Tử vi tuổi Hợi còn cho thấy nam nữ độc thân vượng đào hoa, gặp gỡ làm quen nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến, khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới yêu đương, hẹn hò lãng mạn. Tử vi của từng tuổi Hợi trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Con đường học tập, sự nghiệp của người tuổi sinh năm 1995 nhìn chung thuận lợi. Bạn xác định được nhiệm vụ chính của mình nên luôn tập trung cố gắng. Dù đôi khi có phải gặp trắc trở, nhưng nhờ tinh thần tích cực, chủ động, bạn hoàn toàn có thể giải quyết được thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng. Bạn biết được sức quyến rũ của mình nằm ở đâu nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác phái. Tuy nhiên, nên có chừng mực trong chuyện tình cảm, chớ để việc này gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính của mình. Bạn mệnh chú ý sinh hoạt khoa học, không nên vì nghĩ rằng mình còn trẻ mà thường xuyên thức khuya, ăn uống không điều độ. Nếu quá buông thả bản thân, bạn dễ gây ra những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình về lâu về dài. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 tổng thể phát triển ổn định, bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của ai. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành, chiếm đoạt của người khác, nếu không dễ vướng phải thị phi. Quan hệ vợ chồng của người tuổi này về cơ bản là hài hòa, dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Người tuổi Hợi sinh năm 1971 thì gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện, nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mạn tính có thể tìm được những phương pháp chữa bệnh phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần lo lắng. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong năm nay. Tình duyên yêu mến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định, có thể tính chuyện lâu dài. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Bước sang tháng 9 năm 2022, người tuổi Hợi sinh năm 1959 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên nếu dựa vào sự chăm chỉ, nỗ lực, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần tránh xa những điều cám dỗ ở bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức, gây tổn hại đến sức khỏe. Tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Tháng này bản mệnh không có quá nhiều may mắn, công việc của bản mệnh gặp một số vấn đề rắc rối, biến động, thời tiết thay đổi khiến sức khỏe của gia chủ ảnh hưởng đáng kể, các căn bệnh tuổi già được dịp tái phát, thời gian này bạn luôn gặp những rắc rối với người bạn đời, người thân của mình, mâu thuẫn xuất phát từ những lý do rất nhỏ nhặt khiến bạn mệt mỏi, nên đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận, thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Pha Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hòa cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Hợi trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 9 năm 2022, tức ngày 7 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 9 năm 2022, tức ngày 19 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các gia chủ tuổi Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Hợi trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 9 năm 2022, tức ngày 4 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc.
ngày âm lịch ngày 21 tháng 9 năm 2022, tức ngày 16 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Hợi trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.